hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận cáp ngày hôm nay hôm nay là ngày đầu tuần ngày thứ hai tại hoa kỳ ở việt nam nay các bạn đã bước qua ngày thứ ba rồi và hôm nay đầu tuần nữa, thì chúng ta cũng có khá nhiều những tin tức tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay chúng ta sẽ dành cái thời gian đầu của video chia sẻ một số những cái update liên quan tới kinh tế vĩ mô các bạn chúng ta cũng có một số những cái cập nhật liên quan đến thị trường crypto nói riêng nhưng mà phần lớn hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu chia sẻ về những cái tin tức thuận đã cố gắng lọc ra thông tin mà thuận cảm thấy là các bạn cần phải nên lưu ý đến và thuận cũng đã sắp xếp những cái thông này một cách nó lo trực hơn và thường sẽ cố gắng chia video này ra những cái video nhỏ hơn và để những cái tựa đề để các bạn dễ theo dõi nhưng mà trước hết á, thì các bạn đã thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ chúng ta đã thấy có cái tiến triển nó tốt hơn một chút chúng ta thì được đã có một cái màu xanh xuất hiện và hôm nay đây chỉ số Nasdaq đã tăng 2.01% các bạn đây là cái chỉ số mà chúng ta có nhiều công ty công nghệ mặc dù là các bạn thấy là nhiều công ty công nghệ sao là nhân viên nhưng mà chúng ta đã thấy là ít nhiều gì thì những cổ phiếu liên quan đến công nghệ nó cũng đã có một cái sự hồi phục nào đó tuy là không có mạnh bằng Bitcoin khôi nhưng mà chúng ta cũng đã thấy có một cái tiến triển nó tốt hơn một chút rồi các bạn và Dow Jones thì tăng 0.76 và S&P 500 thì tăng 1.19 tuy nhiên chúng ta nhìn một pre market thì hiện bây giờ không có động tĩnh gì các bạn thấy được cả ba chỉ số Dow futures, S&P futures và Nasdaq futures thì không có động tĩnh nhiều đỏ một chút xíu mà thôi còn về chúng ta nhìn vào dầu đó hợp đồng dầu thì các bạn thấy được là sau khi mà đi từ cái mức là khoảng 71 đồng đã lên tới mức là 81 đồng và giữ mức đó trong vòng mấy ngày qua rồi, hôm nay cũng như vậy các bạn. Còn về vàng thì sao? Hợp đồng vàng đó hôm nay cũng tăng nhẹ một chút các bạn ở mức là 1936 đô cho một ounce vàng. Crypto thì sao? Crypto đó thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào BTC nói riêng thì vẫn tiếp tục giữ được cái mức là xoay quanh 23.000 đô các bạn. Trong lúc mình làm video này đó thì BTC mức là 23.021 đô. Còn về cả thì crypto nói chung đó các bạn thấy được là hôm nay tổng số vốn hóa đã gần 1,1 nghìn tỷ rồi và tăng 1,2%. Chúng ta nhìn thấy được là BTC tăng 1,7%. Những đồng khác chúng ta có. BNB cũng tăng 3%, XRP tăng 3.7%, Ethereum thì không thay đổi nhưng mà vẫn hơn 1.600 đô nói chung. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là crypto vẫn giữ được ở cái mức cao sau khi mà có cái sự tăng trưởng trong vòng mấy ngày qua. Và nói tới tình hình kinh tế thì chúng ta nhìn vào chứng khoán đã bắt đầu có một cái tiến triển tốt hơn. Tôi nghĩ là một phần đó là khi chúng ta nhìn vào cuộc họp kế tiếp của Fed, các bạn đang thấy được là cuộc họp kế tiếp của Fed là còn 8 ngày nữa các bạn, là cuộc họp đầu tiên của năm nay và cuộc họp đó sẽ bắt đầu là cuối tháng 1 này và sẽ có thông báo lãi suất vào ngày 1 tháng 2, có nghĩa là 8 ngày nữa đó như thường dự chia sẻ với các bạn. Thì khi chúng ta nhìn vào chỉ số hợp đồng tương lai trên CME thì các bạn đã thấy là chỉ số này nó thay đổi thường xuyên, thậm chí hôm nay cũng đã có nhiều lần thay đổi rồi nhưng mà ngay thời điểm này đó, các bạn đã thấy được là bây giờ là 99.1% của những hợp đồng tương lai nghĩ là Fed chỉ tăng có 0.25% đợt này mà thôi. Các bạn đã được là hiện bây giờ đó, cái Fed Fund Rate có nghĩa là cái phần trăm lãi suất của Fed là 4.25 tới 4.5 và 99% của hợp đồng tương lai nghĩ là Fed sẽ đâu đó tăng lên tới mức là 4.5 tới 4.75 có nghĩa là tăng 0.25%. Chỉ có 0.9% của hợp đồng hiện bây giờ là nghiêng về Fed sẽ tăng 0.5 mà thôi và hầu như là không có hợp đồng nào nghĩ là Fed sẽ tăng 0.75 hết. Các bạn thấy được là đây là một cái sự thay đổi rất là lớn Thị trường bây giờ đó đang rất là chờ đợi Fed ra thông báo chính thức là chỉ tăng 0.25 mà thôi Có nghĩa là tiếp tục thấy cái tốc độ tăng lãi suất chậm lời Các bạn thấy được là sau khi mà Fed tăng lãi suất đó Thì đã nhanh chóng tăng lên tới 0.75% mỗi một lần tăng Rồi chúng ta thấy được là mới đây đó thì Fed giảm xuống còn 0.5 Và cái đợt này đó thì hy vọng là Fed lại giảm thêm nữa xuống còn 0.25 Rồi có thể là Fed sẽ tăng 0.25 đợt này Rồi cái đợt hợp tháng 3 tăng thêm 0.25 nữa Rồi sẽ ngưng tăng rồi sau đó chúng ta mới thấy là cái quay đầu Đó ít nhiều gì là cái kỳ vọng của rất nhiều người trên thị trường chứng khoán hiện bây giờ Và chúng ta có thể thấy được là thị trường tổ chức nói chung Thì cũng đang kỳ vọng cái điều đó Nhưng mà các kỳ vọng đó nó có thật hay không Có cái gì uh, có thể đảm bảo là Fed sẽ tăng 0.25 hay không Thì uh, thường có một cái video nhỏ thường muốn chia sẻ với các bạn Đây là cái lời phát biểu của thống đốc Fed Chris Waller Đã chia sẻ cách đây 2 ngày Để thùng play khoảng chừng là vài giây để các bạn nghe được cái thông tin Very much. Fed Governor Chris Waller will say that monetary policy should continue to tighten. However, he currently favors right now a 25 basis point increase at the Fed's next meeting, which, as you know, happens at the end of this month, and the announcement comes on the 1st of February. He says they, the Fed still has a considerable way to go to get to its 2% inflation goal. He expects to uh, support continued tightening of monetary policy even. Các bạn đang nghe rồi đó, cái thông tin đến từ thống đốc Chris Waller thì đối với ông ta bây giờ thì ông ta sẽ bỏ phiếu cho 0.25%. Thường đó, những thống đốc này họ sẽ không có tự phát biểu đâu, đúng là những thống đốc đó thì họ sẽ phát biểu cho riêng họ nhưng mà thường nó họ sẽ có cái cuộc họp rồi người nào sẽ nói cái gì đối với lại những cái báo chí người nào sẽ nói những thông tin gì cho đại nào tất cả đều được họp trước rồi họ mới ra thông báo chứ không phải là họ cứ lên truyền hình mà thông báo như vậy cho nên ít nhiều gì đây cũng cho thấy được là Trish Waller những gì ông ta nói thì cũng có phản ứng được là phần lớn những người trong Fed đang nghĩ gì cho nên khả năng đó cũng rất là cao được này chúng ta thấy là cái phần trăm lãi suất tăng 0.25 mà thôi và như thường vừa chia sẻ với các bạn đó thì sau khi tăng tới một mức nào đó thì Fed sẽ giữ cho đến một thời gian tới khi nào mà có thể chứng minh được là lạm phát thực sự đang trên con đường đi xuống mà thôi thì tối thuận đó khi chúng ta nhìn vào thị trường crypto thì đã có cái sự tăng trưởng sau khi chúng ta có thông tin liên quan đến CPI các bạn đã nhớ là cái đợt tăng trưởng này đó nếu như các bạn nhớ rõ hơn thì sau khi mà có chỉ số CPI đó chúng ta đã bắt đầu thấy cái sự tăng trưởng rồi đó chính là phần trăm lạm phát nhưng mà lúc đó cho dù chỉ số lạm phát CPI nó giống như là nhiều người mong muốn nhưng mà chứng khoán nó cũng hơi khựng một chút nói chung là không xuống nhưng mà cũng không có tăng nhưng mà tôi cảm thấy được là sau khi mà nghe thông báo đến từ thống đốc Chris Waller của Fed thì chứng khoán đã có cái sự khởi đầu tốt hơn đây là những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới lãi suất và Fed những gì các bạn cần nên biết à, trong cuộc họp trong vòng 8 ngày nữa. Đương nhiên những gì mà Fed nói rất có sự ảnh hưởng đối với lại nền kinh tế không những là Hoa Kỳ mà chúng ta nói tới kinh tế vĩ mô và ảnh hưởng tới dòng tiền sẽ đi vào những mạng đầu tư sẽ ra sao trong thời gian tới đây. Rồi chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô nhưng mà liên quan đến nước Nhật Bản các bạn khi mà chúng ta nhìn vào cái phần trăm lạm phát Nhật Bản đó thì nhìn vào trong nhục năm qua các bạn thấy được là phần trăm lạm phát từ tháng 1 năm 2022 ở Nhật Bản là 0.5% lên tới mức bây giờ là 4.0% thì có thể các bạn cảm thấy được là 4.0 cũng không phải là cao lắm khi chúng ta nhìn vào những cái phần trăm lạm phát ở Hoa Kỳ. Mặc dù là Hoa Kỳ đã giảm liên tục 3 tháng rồi, nhưng mà phần trăm lạm phát bây giờ vẫn là 6.5. Thì phần trăm lạm phát này của Nhật Bản cũng không thể nào gọi là cao. Chúng ta có thể so sánh với phần trăm lạm phát ở Châu Âu hay là ở nước Anh thì cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà các bạn có biết là cái phần trăm lạm phát 4.0 này đó, đối Nhật Bản đã là mức cao nhất trong vòng 41 năm qua rồi các bạn. Và khi chúng ta nói tới ngân hàng trong Nhật Bản Bản đó, thì trước đây tôi đã từng chia sẻ với các bạn là có một số người nói là ngân hàng trung Nhật Bản không có chấp nhận tăng lãi suất mặc dù là gần đây đó ngân hàng trung Nhật Bản cũng đã cho phép cái phần trăm lãi suất nó dao động ở cái mức cao một chút có thể lên tới 0.5% nhưng mà trên căn bản thì vẫn chưa chính thức là tăng lãi suất và nhiều người cho là tại vì cái người thống đốc hiện tại của ngân hàng trung Nhật Bản đó thì không có thích tăng lãi suất và không có muốn thay đổi chiến lược thì nếu như chúng ta muốn thấy Nhật Bản tăng lãi suất thì phải chờ đến khi mọi người thống đốc này về hưu có nghĩa là trong quý 1 của năm nay rồi thống đốc kế tiếp có thể là sẽ thoáng hơn và sẽ có những cái quyết định khác liên quan tới lãi suất tại vì vì lý do là lãi suất của ngân hàng trung nhật bản quá thấp dẫn đến là trái phiếu có nghĩa là cái giấy nợ của chính phủ nhật bản đó không thể bán được trai hết các bạn tại vì không ai có nhu cầu mua dẫn đến là bây giờ đã trái phiếu phần lớn là không trái phiếu của nhật bản được mua bởi ngân hàng trung ương của nhật bản các bạn có nghĩa là tự in tiền là đưa cho chính phủ Nhật Bản luôn chứ không có nhà đầu tư nào có hứng thú mua hết. Có thể là chúng ta thấy nhiều ngày liên tục trên thị trường chứng khoán đó của Nhật Bản không có giao dịch trong trái phiếu Nhật Bản luôn Thì nhiều người cho là Nhật Bản nên tăng lãi suất Nhưng mà chúng ta đang nhận được một cái thông tin Nó có cái sự rõ ràng hơn là tại sao Ngân hàng Trung ương Nhật Bản lại không muốn tăng lãi suất các bạn Dựa theo những thông tin được chia sẻ trực tiếp Bởi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản đó Thì họ nói là sự thật đó là nước Nhật Bản bây giờ Nếu như mà nói tới năm 2023 này đó Thì để vận hành nó cần cái số lượng là 114.4 nghìn tỷ yên Có nghĩa là tương đương khoảng chừng là 8 878 tỷ đô la để mà vận hành quốc gia Nhật Bản và vì lý do là cái nguồn thuế thu vào đó không có nhiều như vậy, cho nên đương nhiên là chính phủ Nhật Bản phải đi vay mượn và họ vay mượn cũng như là tất cả chính phủ khác bằng cách là họ in công trái phiếu ra, rồi họ bán để mà lấy tiền. thì đương nhiên khi mà họ bán công trái phiếu, khi họ bán giấy nợ thì chính phủ Nhật Bản phải có trách nhiệm là cần phải trả lãi và tiền vốn. À, để à, nếu như không đó thì đâu có ai cho chính phủ Nhật Bản vay đâu các bạn nhưng mà chính phủ Nhật Bản nói nếu như mà chúng ta thấy là cái phần trăm lãi suất tăng một phần trăm thôi tăng một phần trăm thôi sẽ dẫn đến là cái tiền lãi đó sẽ tăng lên 3.7 nghìn tỷ yên có nghĩa là bao nhiêu tiền có nghĩa là khoảng 28.3 tỷ đô la các bạn thấy được là nếu như tăng lãi suất sẽ dẫn đến là chính phủ Nhật Bản phải chạy thêm kiếm được cái số tiền đó rất là lớn luôn các bạn. Chỉ tăng 1% thôi mà đã dẫn đến là sẽ tốn kém chính phủ Nhật Bản 28.3 tỷ đô la rồi, chứ đừng nói là tăng nhiều hơn nữa và đây là cái phần mà tốn kém thêm mà thôi trong năm 2025 năm 2026 này đó nếu như mà tăng lãi suất 1% thôi thì các bạn có biết sẽ dẫn đến là chính phủ Nhật Bản phải trả cái số lượng Uh, tiền lãi và tiền gốc bao nhiêu hay không sẽ dẫn đến là phải trả cái mức là 32.5 nghìn tỷ Yen, có nghĩa là bao nhiêu đô la các bạn, có nghĩa là 248 tỷ đô la các bạn chỉ trả tiền gốc và tiền lãi mà thôi. Thì có thể nhiều bạn nói là tôi nói gì cũng không hợp lý tại vì nếu như chúng ta nói tới tăng lãi suất thì chỉ ảnh hưởng đến những cái công trái phiếu mới mà thôi chứ những cái nợ hiện bây giờ thì đâu có tăng lãi suất đâu. Thì cái đó các bạn nói là cũng đúng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là lý do cốt lõi tại sao mà chính phủ Nhật Bản phải bán trái phiếu tại vì không có đủ thuế thì đương nhiên là cần phải đi vay mượn và nếu như mà có tiền trả hết và tiếp tục tiến tới thì đâu cần phải mượn đâu các bạn có nghĩa là khi mà những cái công trái phiếu này đáo hạn đó họ lại sẽ mượn thêm nợ mới có nghĩa là nợ chồng nợ cứ gì hoài họ mượn nợ mới cho nợ cũ cho nên khi mà công trái phiếu cũ đáo hạn thì công trái phiếu mới sẽ ở cái mức lãi suất cao hơn cho nên họ mới ước tính năm 2025 năm 2026 tại vì họ cần phải mượn thêm những cái nợ mới và hiện bây giờ đó họ đang nợ tổng cộng công trái phiếu là 206.000 tỷ đồng yen các bạn, có nghĩa là lên tới 1,5 nghìn tỷ đô la, con số không hề nhỏ. Đây mới là lý do tại sao mà Nhật Bản không có muốn tăng lãi suất hiện bây giờ, tại vì họ đang nợ rất là nhiều, tăng lãi suất cũng đồng nghĩa là chính phủ Nhật Bản cần phải có thêm rất nhiều tiền để mà trả nợ và trả lãi. Và tăng lãi suất cũng có một cái nguy cơ đó chính là làm chậm nền kinh tế của Nhật Bản mà bây giờ nếu Nhật Bản đó họ cũng không, không muốn nền kinh tế chậm lại ngay thời điểm này và nếu như chúng ta nhìn vào đồng đô la so với đồng Nhật Bản đó, thì các bạn đã thấy được là từ thời điểm là đầu năm 2021 thì đồng đô la liên tục tăng tốc các bạn đã đắt giá hơn so với trước đây khi mà đổi ra đồng Nhật Bản rất là nhiều rồi các bạn thấy được là cái đường màu xanh này liên tục tăng lên mãi cho tới khoảng chừng tháng 10 mới đây thì chúng ta mới thấy được là cái sự tăng trưởng nó nguội lại nhưng mà có tiếp tục nguội lại hay không thì cũng tùy theo là ngân hàng trong nhật bản có quyết tâm tiếp tục tăng lãi suất hay là không thôi tại vì hiện bây giờ họ vẫn chưa có tăng họ chỉ tăng cái band có nghĩa là cái mức giao động của à, lãi suất nhật bản như đời thường đã chia sẻ với các bạn cách đây khoảng chừng là một tháng mà thôi còn à, về đồng đô la so với những đồng khác đó thì chúng ta cũng thấy được là bây giờ đã rõ ràng hơn là cái phần trăm lãi suất của Fed sẽ ngưng trong năm nay và có thể là sẽ ngưng trong cái đợt tăng trưởng à, tháng 3, tháng 2 thì sẽ tăng một lần, tháng 3 tăng một lần nữa rồi sau đó sẽ ngưng. Tuy là chúng ta thấy là Nhật Bản chưa có quyết tâm tăng lãi suất mạnh lắm nhưng mà chúng ta đã thấy được là nước Anh cũng giống như, như là châu Âu thì cũng đã có quyết tâm tăng lãi suất và chúng ta thấy được chỉ số DXY cũng đã nguội lại rồi và tính tới bây giờ đây chỉ số này mức là 101 thì vẫn còn cao đối với thuận các bạn thấy được là cái mức cao là khoảng hồi tháng 9 lúc đó là 114 điểm và đương nhiên những bài nào mà theo dõi chỉ số DXY thì cũng đã biết là nó thường có cái sự tương quan âm với lại chứng khoán và với lại crypto có nghĩa là chúng ta muốn thấy chỉ số màu xanh này đó nó đi xuống thì sẽ tốt hơn đối với thị trường thì đây là những cái cập nhật kinh tế vĩ mô thường muốn chia sẻ với các bạn chúng ta quan tâm đến những cái thông tin này tại vì những thông tin này đều liên quan đến một đề tài đó chính là dòng tiền các bạn chúng ta muốn thấy là tình hình nó bớt căng thẳng hơn khi mà mọi thứ bớt căng thẳng hơn giống như chúng ta thấy là lạm phát đã từ từ có dấu hiệu khựng lại và từ từ đi xuống chúng ta mới thấy được là những ngân hàng trung ương nó họ mới bắt đầu thả lỏng hơn và không có siết chặt nguồn tiền nữa thì chúng ta mới thấy là tiền nó sẽ trở về thị trường đầu tư chứ còn các bạn thấy là cả năm ngoái đó khi mà tình hình nó quá căng thẳng thì không có ai muốn đầu tư nhiều dẫn đến các bạn thấy được là chứng khoán crypto các bạn đầu tư năm ngoái đó đều không có tốt ngân hàng trung mương. siết chặt nguồn tiền thì cũng đồng nghĩa là các bạn thấy được là chúng ta sẽ bắt đầu thấy xa thải khắp nơi các bạn thấy là nhiều người sẽ lo lắng về nền kinh tế người ta sẽ không có chi tiêu thì các bạn thấy được là dẫn đến là người ta cũng sẽ tự thủ và không muốn đầu tư cho nên như chúng ta nói tới là liên quan đến nguồn tiền cho nên rất quan trọng thường thường hay chia sẻ với các bạn để các bạn có một cách nhìn tổng quát hơn về tình hình chung nói chung thì trong vòng 3 tuần đầu tiên của năm nay chúng ta đã thấy là có một số cái tiến diện nó lạc quan hơn một chút ngay cả trung quốc các bạn thấy đã bắt đầu đã thả lỏng rồi không có tiếp tục cái chiến dịch zero phần trăm dịch bệnh nữa có thì mở cửa và hàng hóa lưu thông dễ dàng hơn Thì đây là những cái điều tiến triển tốt từ đầu năm tới bây giờ Nhưng mà chỉ có một điều chúng ta vẫn chưa có rõ là kết quả sẽ ra sao Đó chính là cuộc chiến giữa nhau và Ukraine các bạn Thì bây giờ thì vẫn đang tiếp tục và chúng ta vẫn chưa có biết hồi kết như thế nào Đó là một trong những yếu tố kinh tế vĩ mô chúng ta chưa rõ hiện tại mà thôi Những thứ khác thường vừa chia sẻ với các bạn rồi Ngoài trừ những điều này ra chúng ta cũng có rất nhiều những công ty sẽ thông báo quý 4 của họ trong tuần này Chúng ta đã thấy là hôm nay đây cũng có một số công ty nhưng mà cũng không không có phải là những công ty nào chúng ta cần phải quan tâm quá nhiều. Nhưng mà ngày mai đây chúng ta sẽ có những thông báo đến từ Microsoft và Capital One. À, chúng ta cũng sẽ có thông báo thứ tư các bạn liên quan đến công ty Tesla xem coi là họ còn lưu trữ cái số lượng Bitcoin hay là không Nhưng mà thật ra họ chỉ còn lưu trữ một số lượng nhỏ BTC mà thôi Các bạn thấy là họ đã bán hơn 75% rồi Thì bây giờ họ đang lưu trữ cái số lượng BTC như thường chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm qua Đó là khoảng 241 triệu mà thôi Nếu như họ có bán hết đi nữa đó thì các bạn thấy được cái sự ảnh hưởng nó cũng không phải là lớn lắm đâu và cái mà các bạn nên hiểu đây đó là đây là cái thông báo quý 4 có nghĩa là cho dù chúng ta thấy ngày mai mà Tesla thông báo là họ đã bán hết tất cả bitcoin trong tay của họ thì đó cũng là chuyện đã xảy ra trong quá khứ rồi chứ không phải là họ mới bán đâu các bạn. À, cho nên ngày mai chúng ta sẽ xem coi là Tesla kết quả ra sao. Nhưng mà ngược lại nếu như Tesla thu mua thêm bitcoin thì đó là chuyện khác các bạn. Thị trường sẽ lạc quan hơn rất là nhiều. Rồi ngày thứ năm chúng ta sẽ quan tâm đến cái thông báo đến từ Intel, Visa, Mastercard các bạn. Xem coi là những công ty này họ thông báo cái nền kinh tế quý 4 ra sao và đương nhiên chúng ta cũng sẽ có một cái thông tin quan trọng thứ sáu này đó chính là cái chỉ số lạm phát CPI đây là cái chỉ số mà Fed quan tâm đến nhiều hơn cái chúng ta đã nhận được chỉ số CPI cách đây khoảng chừng là hai tuần thì uh, PCE là cái chỉ số nó cũng tương tự như là CPI tôi nghĩ là cái xu hướng nó cũng như vậy mà thôi nhưng mà đó là cái thông tin mà Fed sẽ quan tâm trước khi mà chúng ta thấy Fed sẽ hợp trong vòng 8 ngày nữa và nếu nào quan tâm đến Spotify đó thì Spotify đã thông báo là họ sẽ cắt giảm 6% nhân viên các bạn à, Và 6% nhân viên là tương đương với khoảng chừng là 600 người Tại vì công ty họ có khoảng chừng là 9.800 người Phần lớn đó, theo bài viết này là phần lớn là người làm ở Hoa Kỳ 5.400 người làm ở Hoa Kỳ 4 900 người làm ở Sweden Và phần còn lại là làm ở những quốc gia khác Đây là những thông tin liên quan đến tài chính nói chung Bây giờ Thùng sẽ chuyển qua để mà nói một số những thông tin liên quan trực tiếp đến thị trường crypto Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...